tiền điện tử, tiền điện tử, tiền điện tử, mình tên là Daniel, Nhô tới từ Tiên Academy, chuyên về đầu tư và tư duy hay tại Việt Nam. Cái video này mình sẽ cho bạn thông tin của những giờ tới đây à, nên tính toán như thế nào. OK. Màn hình đầu tiên mình có thị trường tiền điện tử à, cực kỳ cực kỳ phấn khởi. À, tất cả mọi thứ đang giảm, à, đang có một cái discount gọi là giảm giá cực kỳ mạnh có nghĩa là đây là cái cơ hội để cho những người nhảy vô mua, ok? À, vừa rồi mình cũng biết là mấy bạn đang nhảy vô mua những cái đồng gọi là fan coin, những cái đồng bóng đá đúng không? giống như cái thằng thằng này này đúng không? 15% giảm giá nè bạn, đó chuẩn bị world cup tới rồi đó, đó world cup tới đá banh đã biết rồi đó thì bạn nhảy vô bạn mua. À, hôm nay là một ngày có thể là gọi là là cực kỳ uh, phấn khởi cho những nhà đầu tư dài hạn nha để đi shopping gọi là cũng giống so sánh như là Black Friday vậy đó một ngày thứ sáu để mua hàng, ok? Mà ở đây là nguyên cộng đồng tiền điện tử, ok? Và cái tình hình nó như thế nào, ok? Và những cái màn hình sau đây mình sẽ kể lên một cái câu chuyện cho bạn cực kỳ hứng thú, à, không biết à, những giờ tới đây, những ngày tới đây à, thị trường tiền điện tử nó sẽ đi như thế nào, ok? À, đầu tiên mình phải nói tới digital currency group Ok Và cái group này Là một cái group này cực kỳ mạnh Nghe Nó đầu tư vô tới 100 công ty lận Ok Với trong 30 nước lận Ok Và đây là những cái công ty mà gọi là Nó bỏ tiền nhiều nhất nè Include Coinbase Circle Ledger Ripple And Safe Ship Ok Đây là những công ty Trong những công ty Trong 100 công ty nó, nó đầu tư thôi Ok và hai cái công ty ngay bây giờ nó đang, đang đặt ra câu hỏi và nó đang kéo cộng đồng tiền điện tử xuống kế tiếp. Ok. À, là công ty nào? Ok. Thì mình đi sâu xa mình tìm cái thông tin của cái công ty Digital Currency này. Nó rất là mạnh nghe. Ờ à, đầu thống kê cho thấy tháng 10 tháng 9 2021 nó có khoảng cỡ 50 tỷ đô la lận, 50 tỷ đô la lận. Thì ngay bây giờ cái vấn đề cái vấn đề là Ok. Genesis cái okay, Genesis là một cái công ty con của nó, cũng giống như Grayscale là một công ty con của nó. OK Gray Investment, OK. Thì hai cái công ty này thì đang dính vô cái vấn đề là gọi là tiền, tiền và tiền, đúng không? Công ty này Genesis vừa rồi là không cho uh, khách hàng của họ rút nữa rồi, nha. Uh, và ngay bây giờ đang kêu gọi là một tỷ đô la, một tỷ đô la thì đặt ra là một tỷ đô la đang kêu gọi 1 tỷ đô la để để có thể mở cái sự giao dịch lên lại. Ok. Còn Grayscale Investment á, thì vừa rồi. Cái này á, công ty này chủ yếu là bán Bitcoin giấy là cho những nhà đầu tư không muốn mua Bitcoin thiệt, chỉ muốn mua Bitcoin giấy thôi đó. Để mục tiêu là giữ đó rồi giá nó lên rồi xả nó thôi. Nghe. Bởi vì người ta mua Bitcoin giấy ngay bây giờ mỗi một Bitcoin người ta mua chỉ đâu khoảng cỡ 10.000 đô à chứ không phải là Giá thật ngay bây giờ là 16 ngàn, 17 ngàn okay. Và uh, nó giảm từ là Bởi vì nó so sánh với cái giá thật ngay bây giờ là 16 ngàn Và cái giá nó đang bán, Grayscale đang bán ngay bây giờ chỉ có 10 ngàn thôi Bởi vì vậy Nó giảm đầu 40% giá thiệt Và uh, rõ ràng bạn cũng biết rồi Vừa rồi FTX sập đổ Và cái công ty dẫn đầu để đẩy mạnh Cái dụ Proof of Reserve là Binance, CZ sau đó có vài công ty đi uh, theo là chứng tỏ cái tài sản uh, nằm trên cái nền tảng của họ, ok và người ta cũng uh, có rất nhiều người đầu tư gọi là không phải là người nhỏ và lẻ nữa mà đây là những cái người gọi là quỹ đầu tư lớn á hỏi grayscale mày nên chứng tỏ tài sản của mày đi chứ ngay bây giờ mày đang bán giá, giá mà giảm 40 mươi mấy phần trăm thì mày không chứng tỏ tài sản của nền tảng của trên cái nền tảng mà mày á làm sao chúng tao dám bỏ tiền lên thêm nữa đúng không? thì grayscale ngay bây giờ cái trường hợp grayscale ngay bây giờ á, thì lạng quạng ở trong uh, túi tiền trong tủ sắt của nó không còn không có tiền bởi vì vậy thì nó ra nó tuyên bố là nó sẽ không chứng tỏ tài sản bởi vì nó sợ nó sợ nó nó sợ uh, uh, bỏ không có bảo vệ được cái cái bảo mật của nó không có an không có bảo vệ được cái cái tài sản của nó, ok? Chỉ, uh, nhưng mà riêng mình nghĩ thì đó chỉ là một cái, cái cái lý do cũng giống như những công ty khác nói là oh, tôi không làm tôi không làm, okay, Tôi tôi vẫn có tôi vẫn có tài sản tôi vẫn uh, giữ ở đây nhưng mình đã biết rồi trong cộng đồng tiền điện tử thì mình không nên tin tưởng một bất cứ một cái nền tảng nào hết nhưng mà mình chỉ verify và verify có nghĩa là mình xác thực xác thực và xác thực, ok? Thì hai cái công ty này đúng không? đang dính đòn về cái vấn đề tài sản có trên trên nền tảng của họ và cái công ty này là Digital Currency Group là công ty mẹ và đây mình phải coi có con số là thống kê cho thấy là 50 năm tỷ đô la tháng 9 2021 nghìn okay. một à, thì thì nếu mà cái nền tảng này nếu một cái công ty lớn này mà nó có tới 50 tỷ lần tại sao nó không đẩy 1 tỷ vô cho Genesis đi mượn đi cho nó xong xuôi rồi cho cho cái chuyện này nó nó qua đi đi để cho người người dân không chạy vô đây rút thêm tiền nữa hay là ngừng lại hay là sao đó đúng không ngăn chặn đi cắt cái cắt đi mà tại sao nó vẫn để cho lan truyền như thế và để cho uh, giống như grayscale thì không ra chứng tỏ tài sản thì những cái giờ tới đây nó rất là quan trọng để digital currency group phải ra chứng tỏ tài sản của hai cái nền tảng này còn không thì mệt Okay. Uh, OK, and our Genesis and grayscale, the next uh, FTX victims to fall, phải hai cái thằng này là hai cái thằng kế tiếp sẽ, sẽ trở thành FTX không? OK, uh, thì những giờ tới đây sẽ sẽ trả lời cái câu hỏi đó uh, mà mình mình phải biết, mình uh, nghe bây giờ mình đang nói về tương lai, mình đang nói về hiện tại và mình tại sao là cái thằng này nó đang dính đòn nó nó không nó đang kêu gọi một tỷ một 1 tỷ đô la để nó mở cái sàn nó lên lại. Tại sao nó không có tiền, đúng không? Thì mình phải đặt ra câu hỏi thì đây, đây cái bài báo này nó nói nó, nó mấy bữa cái thằng Three uh, Arrows Capital á, đúng không? True Arrow uh, uh, Capital đó, lúc mà nó phá sản á, đúng không? Ok, thì thằng Tuy Arrows Capital này á nó nợ thằng Genesis này, đúng không? tới 2.6 tỷ đô la thì thằng tuy tuy Aero Capital đó, lúc nó phá sản á nó nợ thằng Genesis tới 2.6 lần tỷ lần. Ok, 2.6 tỷ lần thì ngay bây giờ. Bởi vì vậy nữa rồi sau sau đó là thằng FTX nữa nè. Đúng không? Nó dính đòn với thằng FTX nữa. Nó dính đòn với thằng thằng thằng, thằng tuy Aero Capital. Rồi giờ thằng FTX nữa. Ok, bởi vì vậy nó cái tài sản của nó tại vì không biết nó còn hay không. Cái là một chuyện đó rõ rõ ràng là không còn rồi. Đúng không? Nó mới đóng những cái nó đóng cái nền tảng của nó cái sàn của nó, ok, cái sàn của nó là cái sàn của chuyên gia cho vay mượn mà, ok, um, thì nó dính của với thằng với uh, thằng tuy arrow là 2 tỷ 6 còn thằng uh, thằng um, thằng ftx thì mình không biết con số chính xác nhưng ngay bây giờ là cố gắng, ghê. chị uh, chị cố gắng uh, kiếm đồng tỷ một tỷ đô la để mở mở lại mở mở cái sàn lên lại, thì đó là thì đó là những gì thông tin của của của, <laughs> của genesis Ok, và những giờ tới đây không biết cái công ty mẹ của nó sẽ cứu nó hay không hay là để cho nó rớt đài. Và nếu cứu nó là phần mình phải đặt ra cái câu hỏi kế tiếp là nó có cứu nó có cứu luôn cái thằng Grayscale phải không phải chứng tỏ tài sản. Ngay bây giờ cái nền tảng trên cộng đồng tiền điện tử nguyên cái, cái nguyên cộng đồng tiền điện tử là không tin tưởng một cái nền tảng vay mượn nào hết. Một cái sàn nào hết. Mày phải chứng tỏ tài sản của mày. Mày phải bỏ những cái tài sản của mày vô ví lạnh OK, rồi, rồi rồi những cái người nhỏ và lẻ cái để để tin tưởng và không chỉ vậy, những cái quỹ lớn để tin tưởng. Chứ bây giờ những cái quỹ lớn đưa tiền cho mày, rồi mày đem mày xài hết giống như, như FTX, mày đem đi đầu tư, mày đi đem đi mua nhà ba mươi mấy triệu đô, rồi mày 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 lấy tiền của mày mày cho đảng này đảng nọ hết, rồi cuối cùng cuối cùng rồi sao? Cuối cùng rồi mày sập đổ rồi mày kéo hết. OK, bởi vì vậy người ta đi lại cái câu chuyện là không nên tin tưởng mà chỉ xác thật ok thì đó là hai cái hai cái công ty này hai cái công ty đang dính đòn và đây là công ty mẹ của nó digital currency group ok à, để mình đi lại một chút xíu nữa <laughs> là đây ok là digital currency group đúng không là đây là những cái công ty lớn nó đang nó có tới 100 công ty nó đã đầu tư một 100 công ty lận ok nhưng mà đây là những công ty mà lớn nhất nó đã bỏ tiền vô là mình coi nè coin Ok, Genesis, grayscale, ok, Luno và Foundry là toàn những công ty về tiền điện tử không thôi. Nhưng mà riêng cái CoinDesk này là cái công ty mình đang đặt ra câu hỏi. Cái CoinDesk này á, nó là một cái global media research, nó là một nhà báo, nó là một một tờ báo nói về tiền điện tử. Ok, thì và công ty mẹ nó là là digital currency đúng không? thì đây mình cái tờ báo này là cái nó là cái công ty đó là nó 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 công ty uh, CoinDesk này là thuộc về nó của nó luôn thuộc về của anh chàng này luôn ok thì mình đi lại thì ngay bây giờ ok uh, grayscale nó đang bị rắc rối nó đang bị uh, không có uh, chứng tỏ tài sản được thì mình lên cái tờ báo của nó luôn đó cái tờ báo giống như là CoinDesk này á CoinDesk này là anh em của GrayScale, mình có so sánh vậy. Thì CoinDesk chắc chắn sẽ không ghi những tờ báo xấu xa về GrayScale. Đơn giản là vậy đúng không? Thì mình đi giống như GrayScale discount uh, ghi 45% thôi. Ok. Nh nhưng mà nó nó không có nói những cái sự nó, nó toàn tuyên bố giống như Kathy uh, Wood mới đầu tư vô uh, thêm bao nhiêu tiền nữa, đúng không? Thì nó nói những cái vấn đề uh, tốt. Ok. Uh, ok, Grayscale take over key role for Bitcoin trust. Nó nói những tin tức tốt về Grayscale không mà bởi vì Grayscale là công ty anh em của CoinDesk. Thì lúc bạn uh, đầu tư bạn phải nên biết ok, cái công ty nào nó đứng sau công ty nào, nó nó có đi dính chùm với nhau không? Thì cái tại sao người ta tại sao Digital Digital Currency Group nó lại mở ra một cái công ty Coindesk là một cái nhà báo tuyên, chuyên về tiền điện tử. Ok, thì cái nhà báo này thì nếu mà nó đầu tư vô bất cứ một cái đồng nào hay là một cái coin nào, cái đồng nào hay là một nền tảng nào thì nó dùng cái tờ báo này để nó đẩy thông tin ra ngoài xã hội. Rồi đó là mình FOMO vô mình mua nếu mình không đi mình đi không đi tìm thông tin. Ok, thì bây giờ tao có một cái đồng, tao có một cái đầu tư vô thì tao phải kìm một cái nguồn nào để đẩy thông tin ra thì tao dùng CoinDesk để đẩy thông tin ra đường giản là vậy đúng không? Thì nó dính chùm với nhau hết thì lúc mà bạn lên CoinDesk mà bạn tìm thông tin mà nói xấu về Gray hay là Genesis đó thì không có, bạn phải đi hết những cái nền tảng khác để bạn coi. Bởi vì vậy cẩn thận, những cái thông tin bạn đọc thì bạn phải biết. Ok, tờ báo này ở phía sau lưng nó cái để bạn theo dõi một cái tờ báo, bạn phải đi uh, để bạn tin tưởng được cái tờ báo đó, có nên tin tưởng hay không thì bạn phải đi sâu lưng của tờ báo đó, ai là nhà đầu tư như những tờ báo đó? Ai là người rót tiền vô? cũng giống gọi là gọi là fake media cũng như là tin tức giả của những nhà báo thì là những cái người mà đầu tư cho những nhà báo đó đó là những người quản lý cái thông tin được được đưa ra chứ không phải là cái cái người phỏng vấn này muốn nói gì nói không phải vậy đâu những cái nhà đầu tư ở trong những cái nhà báo đó, đó ok là người quản lý thông tin được ra người ta muốn nói lên câu chuyện như thế nào á, thì là người ta cho những người phỏng vấn này đi ra ngoài đó lấy thông tin rồi, rồi nói chứ không phải là từ túc mà mà nói đâu ngay bây giờ chỉ có một cái nền tảng mà gọi là chính xác nhất và ai cũng có tiếng, tiếng nói hết và nó là thật nhất là Twitter 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 chứ không phải là những nền tảng khác không phải là những tờ báo giống như Washington Post hay là hay là New York Times cũng vậy Nha, ok và sau này cái video kế tiếp mình sẽ chứng tỏ cái điều đó cho bạn ok ok uh, grayscale ok không có nói gì xấu về grayscale hết không có nói về mày chứng tỏ proof of reserve gì hết nghe condensed ok ở à, đây là một tờ báo khác nghe một tờ báo khác thì nói Grayscale say no to prove of reserve here's why bởi vì nó đâu có tiền đâu chấm hết nghe nó không có tiền nó không có tiền trong đó ok và đây mình đi luôn đi luôn ok thì ngay bây giờ là DCG portfolio là đây là những cái đồng nó đang giữ ok mình tìm được đây là những cái đồng nó đang giữ thì bây giờ nó đang cần 1 tỷ đô la hoặc hơn 1 tỷ đô la để nó 1 tỷ đô la thì nó nó chỉ cứu được Genesis thôi. Là hoặc nó phải cần hơn nữa để nó cứu Grayscale. Thì đây là những cái đồng mà bạn nên quan tâm những cái giờ và ngày tới đây. Bởi vì làng hoặc nó phải bán lỗ nghe hay là nó đem những cái đồng này nó đi mượn nợ. Ok, thì nó phải bay nó sử dụng những cái đồng này, một là đi mượn nợ, hai là để phải bán nó để để, để để có được đồng tiền để bỏ vô những cái cái hai cái nền tảng kia để cứu vớt thì đây là những cái đồng của nó. Uh, BTC, Ethereum, uh, uh, Filecoin, Flow, uh, Decentraland. Ok. Uh, Stack, bla bla bla. Ok. Thì đây là những cái đồng gọi là lạng quạng những ngày tới đây là dao động. Ok. Uh, trong 24 giờ thì uh, bạn thấy không nó đang đi xuống đó. Ok đang đi xuống. Đang đi xuống. đứa nào cũng đi xuống đấy Được nhận là vậy. Ok. Uh, ok đây là tin tức về ftx à, luật sư ra nói mấy người mà dính tiền ở trên đó đó những người nhỏ và lẻ và những cái người đầu tư lớn quỹ này lớn đó, thì phải tốn tới năm này năm nhiều năm mới lấy lại được tiền vì sao bởi vì nó là cross border ok nó không phải là nằm ở trên nền tảng mỹ nó không phải nằm ở trên nước mỹ nó nằm ở một nước khác ok và và cái cái nước đó thì nó 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 không có dính liền với mỹ nó không có làm ăn nhiều với mỹ Ok bởi vì vậy nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian Ok và nhiều giống như gọi là nhiều uh, nhiều nhiều nó sẽ đấu tranh là ai là có cái tài sản này Ồ, phải phải Mỹ không Hay là hay là cái cái thằng đưa cái hòn đảo bên kia đơn giản là vậy Ok thì nó sẽ tốn rất là nó tốn năm hay là tới 10 20 năm nữa mới mới xử lý được cái công việc này Ok và bạn cũng đã biết rồi cái người mà chuyên cái người mà uh, luật sư của cái FTX á trước đây á, ok đã nghỉ việc luôn rồi, đã nghỉ việc luôn rồi, đã nghỉ việc luôn rồi và cái ông mà cái ông mà trước đây mà chuyên nghiên cứu về cái vụ mà Enron sụp đổ á, ok cái ông đó là chuyên gia, ok thì lúc mà ông vô ông coi cái cái sự cố ở trong FTX này, tại sao nó xảy ra như vậy á, thì ông cũng nói là đây là một gọi là một cái sự sụp đổ ghê gớm, ok à, à, dựa theo những cái đứa nhỏ nó 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 vận hành cái công ty này OK, vẫn vận hành công ty này. OK, thì cho những cái người mà đang dính tiền vô FTX này á, nếu mà một số tiền nhỏ thì bạn nên quên nó đi. Còn nếu bạn có một một tài sản lớn ở trong cái nền tảng này thì bạn cũng nên quên nó đi. OK, phải đợi một thời gian dài. OK, hy vọng là bạn lấy được lại. À, không chỉ vậy, OK, FTX vừa sụp đổ thì có rất là gọi là những cái trang web nó lừa đảo, à, chuẩn bị à, đang xảy ra ở Singapore nó đăng lên nó nói ok mày muốn mày muốn lấy được đồng lấy được tiền của mày lại đúng không mày vô đây mày đăng ký rồi mày trả một cái phi mày trả tiền này tiền nọ đúng không rồi tao cố gắng sẽ lấy tiền uh, cố gắng lấy tiền lại cho mày ok và đây singapore uh, cảnh sát ra tuyên bố là À, coi, coi chừng, nghe mấy cái trang này trang tầm bậy á, ok bạn đưa thông tin cho nó rồi bạn đưa tiền cho nó rồi nó quất hết tài sản của bạn á, ok <laughs> chứ à, hay là nó lừa đảo rồi nó chạy thôi chứ chứ thực sự là không 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 à, đây là không phải là những cái nền tảng nền tảng có thể tin cậy được, ok thì à, <laughs> vừa rồi à, bị dính đòn rồi đúng không? À, là, rồi nếu mà bạn phải bạn phải xác thực xác thực và xác thực đừng đừng dễ tin tưởng quá tin tưởng quá là nó nó quất bạn thêm đòn nữa ok nên cẩn thận cẩn thận rồi đây à, vừa rồi mình có đẩy một cái video ra thì mình nói là những cái giờ tới đây là là bạn nó chạm tới 15.700 ngay cái mức này nghe à, cái video vừa rồi mình phân tích cái giá Bitcoin cho bạn rồi thì bạn nên quay lại coi nghe và à, ngay bây giờ kháng cự của nó là 17.100 thì vẫn vậy vẫn vậy nó đã rớt 123 ba ba lần nó cố gắng đi lên rồi nhưng mà nó không đi lên được ok 17.100 là cái phải kháng cự phải đi lên phải phải vượt qua mới tới được đây ok à, những cái giờ tới đây và những cái ngày tới đây thì thông tin sẽ là đẩy, đẩy, ra và nó cực kỳ quan trọng cho cộng đồng điện tử ok một là sập xuống ok 14.500 hay là xuống khoảng cỡ 10.500 hai vượt lên lại ok dựa theo Genesis, Grayscale, ok, Uh, digital currency group có thể cứu nó được hay không ok và những cái cái sàn nó đang bị ngưng ngay bây giờ nữa ok uh, nó đang ngưng hoạt động ok thì nó có nó mở lên lại hay không ok uh, thì đó những cái thông tin nó sẽ sẽ được đẩy ra những những giờ và phút tới đây ok và lúc nào mình có thông tin mình sẽ cập nhật cho bạn ok để bạn đầu tư ok mình tên là Daniel tới từ tiên Academy kinh về đầu tư tư duy hay nhất tại Việt Nam xin chào mọi người